Hello tất cả mọi người, hiện thì Hương đang mờ mờ. Ủa sao em đứng nát? Xem nát cho tường rồi thì vẫn thấy em nè. À, Giang vừa mới make up xong và bây giờ thì Hương Giang chuẩn bị có một buổi thử đồ cho buổi shooting ngày mai. Bây giờ là team make up của Hương Giang, bây giờ thì mọi người hãy đi chọn đồ cùng với Giang nhé. Mình sẽ ăn mặc cho nó đơn giản, bây giờ mọi người cùng chọn Hương Giang nhé. Đầu tiên là Giang nghĩ là mình sẽ mặc một chiếc áo sơ mi. Giang nghĩ chắc là mặc đơn giản thôi, sẽ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen nha mọi người, đến từ thương hiệu Yves Saint Laurent. Cái áo này thì khá là đơn giản, tuy nhiên là nó lại có một cái nhũ như thế này, Giang rất là thích. Bây giờ thì Giang sẽ phối chung nó với cả quần hay váy đây ta. Giang nghĩ là hôm nay thì Giang sẽ mặc một chiếc váy skirt. Lẽ ra thì sẽ có một cái thanh treo đồ nữa thì Giang sẽ treo những cái chân váy ngắn lên đây, tuy nhiên là chưa có nên bây giờ nó sẽ ướm thử. Vì nó có một cái ánh bạc cho nên là có thể là mình sẽ phối cái chiếc váy này, mọi người thấy được không? Đây là một chiếc váy từ thương hiệu Gucci, còn chưa mong ma luôn. Tuy nhiên là trông nó sẽ hơi đơn điệu một chút. Giang nghĩ có thể sẽ là option này. Chiếc váy này nó cũng có một chút ánh vàng và nó có họa tiết. Như vậy thì nó sẽ lỡ làm cho cái áo này trở nên nhàm chán hơn. Giang nghĩ sẽ đồ nó ok hơn. Đây là một chiếc váy của thương hiệu Dolce & Gabbana. Bây giờ thì Giang sẽ đi thay nhá. Đã quá lâu rồi không gặp. Yeah. Đây. Yeah. Còn hôm nay em có quay YouTube. À YouTube là hello. Đó. Mọi người trên kênh YouTube của anh Đỗ Long. Đó, bây giờ anh đang rất là tung lên tại vì đồ của em đặt anh quá gốc. Vậy hả? Em đặt gì mà có mấy ngày hả? Đây đúng rồi, rửa tay. Rửa tay đi ha. Rửa tay sát khuẩn đồ này kia. Rồi, anh hỏi là tại sao rất là lâu em mới gặp lại mà em đặt đồ anh chỉ có 5 ngày. Tại vì là đồ vừa rồi dịch mà đâu có làm gì đâu, nên em cũng không nhớ hết trơn á, em chỉ đi đánh góp thôi. À đúng rồi, em là đường hoàng sân góp, thấy em lên toàn là đồ đánh góp không ạ. Em chỉ đi đánh góp, em không có làm gì lâu lắm rồi, em không biết cắt, không biết trơn á. À. Hôm nay qua gặp anh là em biết là... Là hôm nay em cũng không biết cắt luôn hả? Không, em không biết. Nhưng mà em bị hồi Giang rồi. Ờ, mình coi đây rồi. Nhưng mà anh có thấy mắt em không? Có. Anh nói chơi thôi. Thực ra là Lâm Ngọc với em đặt đồ rất là gấp. Bây giờ đang đính ở trên đó, rồi vẫn chưa xong hết mà mình có thể thử form được rồi. Nhưng mà anh biết sao chưa? Là bây giờ không đính nữa mà ta tháo hết ra luôn. Ủa sao vậy? Trời ơi bà. Thì em đoán đi hả? Rồi mình có cái bản vẽ coi. Đây, bản vẽ đây coi bản vẽ nè. Ủa sao Ngọc đâu nó không đến vậy? Em không biết đâu. Đó, mọi người thấy không? Stylist Lê Minh Ngọc rất là có tâm.
Hương Giang đã đến thử đồ rồi mà Lê Minh Ngọc vẫn chưa xuất hiện. Có thể là đến tối cũng không tới luôn. Đây. Nè, đó, rất là sexy nè. Đầm đầm này là em để nhảy đúng không? Ghê, nhưng mà em biết sao không? Vì hôm trước em đã tập thử rồi. Và cái này nó cần phải tất cả các cái bằng da thật của mình nó phải tiếp xúc vào cột thì nó mới giữ được. Nếu mà tôi rơi nhiều như vậy là không được, cho nên là tôi rơi bây giờ chỉ ở phía sau thôi. Ủa, không ở phía trước hả? Không. Bởi vì là nó sẽ vướng vào cái đùi của em, là nó không kẹp vào cái cột vô. À, rồi, hiểu rồi. Em đùm em muốn chết luôn này vì không rất là mệt luôn. À, ôi, nhưng mà cái này là em làm trên chương trình nào? Cái này là em quay cho chương trình The Next Gentleman đó. Đây là chương trình đầu tiên mà em xuất hiện trở lại hả? Đúng rồi, cùng với chị Sơn Lan và chị Hà. À, đây còn thêm bộ này nữa, bộ vest. Với lại một cái đầm bên trong, cái đầm này bên này may xong rồi. Nhưng mà cái bộ này thì em cái tập tay mới ấy mà đúng không? Đúng rồi, đúng. Và còn một cái đầm dài mà vàng gold nữa. Đó là quên luôn, em quên mất là cái đầm đó luôn. Đúng rồi, nói chung là cái đầm vàng gold xong rồi. Rồi cái đầm này thì đang đính, bây giờ anh em xuống cho em thử này. Cái này một cái đầm này bên trong xong. Còn thiếu đính đây thôi. Đúng đó. Rồi. Đó. Rồi bây giờ chọn cái đầm vàng gold trước cho nó đỡ ít. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ thử trước cái đầm vàng gold. Đó, cái này em muốn thêm hai con dây nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này lên đẹp lắm. Giờ em thêm nhanh vô là không biết. Nhưng mà em muốn thêm một lớp lưới đính lên đây được không? Em thích kiểu đó. Cổ thôi nha. Làm lên đây, cắt ngang ra đây. Một cái lớp lưới trong lên đính lên cái đá lên em thử kiểu. Nhưng mà nó không hợp với cái giày đâu. Không, cái này nó đang trơn, đang đẹp không? Không, em làm dây lên thì ok. Chứ đừng làm cái kiểu đính nó lên không hợp. Em đã tự sáng tạo đúng không? Đúng rồi, em đeo vòng cổ cũng được. Giờ thêm, em muốn thì thêm hai vòng dây hoặc là để thêm vòng dây. Muốn thêm dây không? Cái này em chụp hơn mà nó sao đâu. Em muốn thì nó làm dây, em không muốn thì để gì cũng được, em đeo vòng cổ thôi. Dán dây là không thay đổi. Chỉ có bây giờ dán nhu mì hơn xưa. Thôi thôi, tại đầu kỳ mùa dịch em cũng ăn nhiều. Em mới giảm 3 cân trước khi gặp anh luôn. Mới giảm 3 cân hả? Ồ. Không, ngày xưa là em giang là 55 á. Đúng không? Bây giờ 56 hả? Giờ 56 lên có 1cm mà. Ôi, cái đồng này quá đẹp rồi Dương ơi. Được chơi rồi. Được coi, bóp eo lên nha, chắc vô 2 cm. Hương Giang là lúc nào cũng thích mặc đồng là phải siết chặt và không thở nổi. Cái gương này của anh làm thì người dài ra đúng không? Đâu, gương này bình thường mà, sao vậy? Không dài dài gì á. Tại vì đầm anh đẹp quá em, hiểu không? Trời ơi, bận quá nè. Đâu không? Đây thì sẽ đính cái gì này. Chào bạn em mà gầy nữa là chết luôn đó ha. Là anh bóp mệt lại luôn á. Em gì được rồi, em thấy đừng gầy. Đẹp không? Ừ. Vest chưa có đúng không? Vest chưa có. Trời ơi, làm sao mà may nhanh gì được. Em thấy là mấy cái màu này giống mũ cột rồi đó. Hợp đúng không? Bây giờ chỉ quay được ở phía trên thôi, chưa quay được khúc dưới đây rất là hợp. Đây là bộ cuối cùng nhưng mà vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nói chung là phải xong trong ngày hôm nay, tại vì nghe nói là sáng mai là 9 giờ quay đúng không? Đâu? 7 giờ. Bây giờ hả? Ở trong tối nay phải xong. Mà ở dưới chưa xong rồi hả? Mà bây giờ đã là 5 giờ rưỡi chiều rồi. Mới xong có mấy cái dây thôi. Nói chung là phần trên là ok đúng không? Rồi, em có ý kiến gì không? Thấy ok không? Hay thấy còn chỉnh sửa gì không? Em thấy ok, nhưng mà ở dưới là bây giờ mình đang là cái váy đúng không? Đúng rồi, bây giờ phải quét đúng không? Mình phải thành cái quần, tại vì một cột là chân nó sẽ phải dạng ra các kiểu. Rồi là phải ý là phải cử động thoải mái. Và trên em thấy đẹp rồi. Rồi, còn phía trước là sẽ làm mít, cái dây tu lưu là chú ý là phía sau thôi. Để cho cái chân em tiếp xúc với cột được đúng không? Đúng rồi.
Rồi, kể cả những cái bra này cũng đúng những cái trang phục của những cái dancer. Rồi, đó, nhưng mà em phải cho nó hỏi ra chị nha, chứ đừng che là chị, anh ta tốn công anh đính ra anh che là chị, nó bị vô lý đó. Rồi, đúng không? Rồi. Chương trình này thì có ba huấn luyện viên, đó là chị Xuân Lan, chị Hà Anh và Hương Giang. Trong cái trailer này á, thì mỗi người sẽ xuất hiện trong một cái câu lạc bộ. Câu lạc bộ hả? Club. Và cái club đó thì giống như là một cái club rất là của những cái người rất là ngầu, rất là phong cách. Họ sẽ tới, mỗi người sẽ đang có một cái hoạt động. Chị Xuân Lan thì đang uống rượu, là chị Hà Anh thì đang bắn bi, đánh bi đa. Còn em thì đang múa cột. Mỗi người sẽ xuất hiện với một cái tài năng khác mà mọi người chưa nhìn thấy ở trong các cái hình ảnh trước đây. Nghe là thấy hấp dẫn rồi đó. Mọi người nhớ chờ đón hình ảnh mới nhất của Hương Giang nha. Chương trình này thì là một cái chương trình mới của một cái format mới. Có nghĩa là trước giờ thì mình nhìn thấy là mọi người thường thấy là các cái người mẫu nam ở Việt Nam mình thì thường nói chung là hơi ít đã diễn. Tức là ngoài việc đi catwalk ra thì các bạn ý cũng còn hơi ít đất cho cái vị trí. Cái chương trình này thì không phải là tìm kiếm một người mẫu, nhưng mà là tìm kiếm một quý ông mà có đầy đủ các cái kỹ năng và họ am hiểu tất cả mọi thứ, và ví dụ như là biết đánh golf này, biết cái nào là xì gà này, rượu này, đại khái là biết cư xử ra làm sao. Và đôi khi đấy không phải là người mẫu nhưng mà anh ta vẫn toát ra một cái vẻ gentleman. Thì mọi người đều có thể tham gia. Và đặc biệt là chương trình này không giới hạn về giới tính. Nghĩa là kể ví dụ anh chưa phẫu thuật chuyển giới chẳng hạn, nhưng mà anh nghĩ rằng anh là một người đàn ông thì anh vẫn có thể tham gia được. Đấy là cái hay của cái chương trình này. Rồi ví dụ như vậy cho anh, bây giờ anh tham gia chương trình đó được không? Bây giờ anh làm đồ cho em, bây giờ anh tham gia chương trình, anh nén đăng ký vô team của em được không? Rồi bây giờ anh hỏi em về mức độ gentleman của anh nè, em đánh giá sao? Nếu mà nói về mức độ gentleman của anh thì em nghĩ là giống bộ đồ này. Mong manh. Trời ơi, anh nhanh chứ. Thôi, chiều ra sẽ làm cách phía sau. Nhưng mà nói chung rất là đẹp, và đặc biệt là cảm ơn anh Lâm, bởi vì là thường thì Giang và anh Ngọc là bao giờ đặt đồ cũng là đặt rất là gấp. Đúng rồi. Nhưng mà anh Lâm thì lúc nào cũng gọi là follow theo và cũng rất là đúng hẹn đó. Nói chung là Đỗ Long với Hương Giang cũng làm việc rất là nhiều lần rồi, đã không nhận thì thôi, nhưng mà nhận là lúc nào cũng phải đúng hẹn. Nhất là với Hương Giang, tại Hương Giang rất là hay tung lên. Lâu lâu giỏi, anh ơi em có anh muốn em tung lên không? Ok, vậy thì hy vọng mọi người cũng sẽ ủng hộ chương trình The Next Gen cho mọi người ra, cũng như là hãy subscribe kênh YouTube của em. Đúng rồi, cảm ơn Hương Giang rất là nhiều. Và mọi người chờ đón hình ảnh mới nhất của Hương Giang nha. Ok, bye bye mọi người. The next gentleman.